bạn shop gia cá sấu Sài Gòn. Hôm nay xin chào các bạn, đây là mình làm một chương trình khuyến mại cuối năm, đó là đôi giày chuồng giày tây gia cá sấu tặng bóp và lưng gia cá sấu ha. Đây là cái bộ của bộ này giày tây đây này, cho giày đuôi nè, phần đuôi nó xấu, phần đuôi đây là mình không có thể nào là giá được nè, đó phần đuôi này là không có là làm giá được nè. Ở đây là toàn bộ là giày nó xấu, phần đuôi nó xấu, ở trong là toàn bộ là lót mình da bò hết, da bò trầm trầm đó. Thứ ba là cái đầu đớ này, đớ cao su đúc liền nghiêm khói, cam kết các anh chị là từ 3 năm, trong 3 năm 01 mình đi trong vòng 3 năm 01 đó. Thì hôm nay là cũng là chương trình cuối năm mình khuyến mại các anh chị là bán một đôi giày này tặng cái bóp điện lực, tất cả là có 3 phần cho người đàn ông, đó là giày nè, bóp giày thắt lưng rất tuyệt vời các anh chị ha. Đây bóp cái quý đây là quý năm còn đuôi con cá sấu thì mặt ngoài là da cá sấu, mặt trong là da bò, lót ở trong là da bò, lót ở trong là da bò, coi giày kéo đồng quạt okay. Bên mình tiêu chính là rất là mềm dẻo rất là tuyệt vời đó, nói gì không. Còn thứ ba là thắt lưng là bản da đây là da cá sấu, mặt da cá sấu luôn ha. Đây là còn gù cá sấu, cái phần này là không quay dài nè, đó đây là dây thắt lưng 3.5. Thì bộ combo mình này có 3 thứ, một là đôi giày thắt lưng và quý, thì có 2 màu cơ bản, màu nâu và màu đen, màu nâu và màu đen. Các anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại 0949587079. Thì chương trình này khuyến mãi trong dịp Tết năm nay thôi, chứ không có chương trình khuyến mãi nào nữa. Các anh chị hãy comment hay inbox mình số điện thoại mình để được có giá tốt nhất các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với chương trình cam kết bên mình tới các anh chị có chương trình này giá tốt. Thì các anh chị khi mà nhận hàng, kiểm tra hàng thấy ok giống như mình nói thì hãy nhận hàng, còn các anh chị không thích thì không nhận hàng, thì không mất đồng nào, không mất tốn phí nào. Các anh chị mở hàng ra kiểm tra hàng, thử hàng ok mới nhận hàng, còn các bạn không muốn thì hãy trả lại, không cần lý do gì, không cần lý do gì các anh chị không cần lý do hết các bạn. Đây là chương trình khuyến mại và vừa cho anh chị trải nghiệm biết đâu là da cá sấu thật và đâu là da cá sấu giả. Đó, anh chị hãy an tâm và sử dụng. Và các bạn khi các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, thử hàng ok đúng chất lượng rồi mới lấy. Các anh chị, xin cảm ơn các chị. Các bạn các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại 0949587079 hoặc truy cập vào website gia cá sấu sài gòn.com, gia cá sấu sài gòn.com. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.